Chào mừng các anh chị đến với video của Đỗ Thành Trung ngày hôm nay. Hôm nay mình cũng nhận được một câu hỏi rất là thú vị của một bạn là có những cái trường hợp mà mua bán tài sản xong rồi qua công chứng nhưng mà khi nộp lên để đăng ký biến động thì bị trả hồ sơ về. Vậy thì phải làm những cái trường hợp đó thì thường gặp ở những cái trường hợp nào và mình cần phải làm gì để có thể bảo vệ được cái quyền lợi của người mua? Có rất nhiều trường hợp khi mà mình công chứng mua bán xong, nhiều người có nghĩ công chứng mua bán xong thì đã xong, nhưng mà khi đi đăng ký biến động thì hồ sơ nộp lên trên tài nguyên môi trường thì bị trả về bởi vì có rất nhiều lý do. Thứ nhất á, có những cái lý do rất hay là ví dụ như là bên bán đang nợ tiền người khác và được tòa thụ lý rồi, thì tòa cũng yêu cầu mình sẽ không ngăn cản cái việc mua bán tại đó. Cái yếu tố thứ hai là có những cái trường hợp như là xây dựng nhà không phép rồi xây dựng nhà trái với cái giấy phép xây dựng, và xây dựng nó không đúng với cái sổ đỏ thì nó cũng sẽ không được đăng ký biến động. Có những cái trường hợp khác nữa, ví dụ như là khi mình mua mua đất thì đất trống, trong cái quá trình xây giao đất cho mình, thỏa thuận là mua đất trống đúng không ạ? Xong rồi chủ nhà tin tưởng giao đất cho mình xây dựng nhà lên. Rồi mình đi công chứng, sau đó mình thì khi mà nhân viên môi trường họ xuống á, sở tài nguyên họ xuống họ kiểm tra thì mua đất trống nhưng mà trên đất lại có nhà hoặc tường, thì họ cũng có quyền chấm dứt cái không có cấp cái bìa cho mình. Đó là những cái rủi ro và ở trong luật Việt Nam nó quy định như vậy. Đa phần ở những cái địa phương nhỏ thì nhân viên hay bỏ qua, nhưng mà ở những cái thành phố lớn thì họ sẽ kiểm tra rất kỹ cái vấn đề này. Nếu mà mình ký cái hợp đồng công chứng mà nó sai với cái thực trạng á thì sẽ không được đăng ký biến động. Và đôi khi nó cũng do một số phần lỗi của người bán nữa, là có những cái trường hợp như là cũng có bìa rồi nhưng mà nó lại bị ngăn chặn không cho giao dịch, bởi vì nó có cái hiện tượng là phân lô bán nền nè, hoặc là nó có cái dấu hiệu trái phép. Tuy nhiên người 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 bán giấu cái thông tin đó và khi đi công chứng cho người mua lấy hết xong đủ tiền thì người mua khi đăng ký biến động sẽ không đăng ký được. Vậy thì nó có một cái trường hợp rất dễ để chúng ta có thể phòng ngừa được cái rủi ro đó là trong cái hợp đồng công chứng á. Thông thường thì chúng ta sẽ làm theo cái hợp đồng công chứng sẵn ở văn phòng công chứng đúng không ạ? Nhưng mà nếu chúng ta yêu cầu thì chúng ta có thể thêm một cái điều khoản vào là trong trường hợp mà lỗi do bên bán mà người mua không đăng ký biến động được, lỗi do bên bán mà người mua không đăng ký biến động được, không thể sang tên sổ đỏ hoặc là sang tên sổ đỏ chậm trễ, thì bên bán phải trả lại toàn bộ số tiền cho bên mua. Là chúng ta sẽ hủy hợp đồng công chứng, trả lại tiền cho bên mua và đền bù theo một khoản nào đó nữa, thì cái đó là mình hoàn toàn có thể yêu cầu văn phòng công chứng họ thêm vào những cái điều khoản như vậy để giúp chúng ta có được cái đảm bảo về cái lợi ích sau khi công chứng. Mình biết rất nhiều các anh chị cũng lo lắng cái vấn đề này nhưng mà không nói ra và chúng ta đi theo cái đám đông luôn. Có nghĩa là chúng ta nghĩ là sau khi công chứng là đã hoàn thành là cái tài sản của mình, và rất nhiều bạn môi giới cũng nói như vậy đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không kiểm tra kỹ về cái pháp lý nó có bị ngăn chặn hay không, hoặc là cái tình trạng đất nó như thế nào, thì rất có thể chúng ta sẽ bị ngăn chặn không có chuyển nhượng quyền sử dụng đất được, thì nó không thể ra tên ta được. Thì chúng ta nên có một số cái điều khoản như vậy vào cái hợp đồng mua bán ngay tại phòng công chứng thì nó sẽ đảm bảo cái quyền lợi nhiều hơn cho người mua đúng không ạ? Rồi, đó là một cái câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai là cũng có một bạn hỏi mình là tại sao ở trên bìa thì có bìa là được Ủy ban Nhân dân cấp, có bìa ở được Sở Tài nguyên Môi trường cấp, cũng có bìa là văn phòng đăng ký cấp, thì mỗi nơi nó sẽ có một cái quyền hạn cấp bìa. Mỗi nơi nó sẽ có một cái quyền hạn cấp bìa riêng. Về Ủy ban Nhân dân á, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng được quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các quyền sở hữu nhà ở cũng như là tài sản gắn liền trên đất cho các tổ chức, anh chị nhớ rõ, cho các tổ chức cơ sở công gia tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu cư nước ngoài để thực hiện
các dự án. Có nghĩa là Ủy ban Nhân dân sẽ ủy quyền, được quyền ủy quyền cho Sở Tài nguyên Môi trường cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền trên đất đối với tổ chức và dự án. Mình sẽ nhớ như vậy cho nó dễ. Còn những cái trường hợp khác thì nó ít gặp, thì mình sẽ nhớ như vậy. Nếu mà cái bìa của mình là bìa do mua dự án á, thì chắc chắn là sẽ do Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp Sở Tài nguyên Môi trường. Còn đối với những cái bìa mà nó cấp cho hộ cá nhân hoặc là hộ gia đình hoặc cá nhân thì thường là Ủy ban Nhân dân huyện sẽ cấp cái bìa này cho Ủy ban Nhân dân huyện sẽ cấp đối với những bìa đăng ký lần đầu nhé. Còn sau khi đăng ký mình thực hiện những cái quyền, mình phải phân biệt ra rõ ràng là đăng ký lần đầu và chuyển nhượng quyền sử dụng đất để mà cấp đổi bìa mới, nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Đăng ký lần đầu thì nó chỉ có là Ủy ban Nhân dân hoặc là Sở Tài nguyên Môi trường. Còn khi mà chúng ta thực hiện các quyền lợi trong cái việc như là chuyển nhượng mục đích sử dụng cho tặng, thì đối với những nơi mà đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì văn phòng đăng ký đất đai được quyền cấp bìa. Văn phòng đăng ký đất đai thuộc thì được quyền cấp bìa, nên sẽ có những cái trường hợp như vậy. Mình nhìn vào bìa thì mình sẽ biết được bìa đây là bìa đăng ký lần đầu hay là bìa được chuyển nhượng và có thể là cấp đổi hoặc là có thể là như thế nào đó, thì nó sẽ có những cái cơ quan có thẩm quyền ra bìa. Đó là cái câu trả lời cho câu hỏi thứ hai. Cảm ơn các anh chị rất nhiều, luôn theo dõi và follow cũng như là có những cái tin nhắn để động viên mình. Nếu anh chị thấy video này nó hay, nó đem lại một giá trị gì đó cho người thân của mình, thì nhớ like nó, chia sẻ nó về trang cá nhân của mình, nhớ đăng ký kênh và nhấn vào nút quả chuông bên dưới để luôn luôn nhận được video mới nhất từ tôi nhé. Xin cảm ơn tất cả các anh chị ạ.